chờ các bạn hôm nay phải lấy cát ra nha. Mà còn cái này đồ in nè, cát nè. Mà mình đi Đà Lạt mình mua đủ thứ chân á, mua đủ thứ chân nè. Cái ống bơm này là bơm của cái này nè. Mà trong cổng đủ cát chân á, loại màu blue hay loại là xanh dương hay là loại màu trắng gì cũng phải nữa chứ. Cái này nó cũng nguyên bọc gì nè, bảnh lắm, bảnh lắm à. Thì cái này làm nữa nè, cái này là gì, xúc đất nữa nè, bảnh không. Cái này khuôn ở bên tại mà này là ông, nếu mà ông bà phải bên cái này lên được rồi. Ông bà đâu có chơi với mày không, mày dành cho mấy đứa bé vi nhỏ nhỏ thôi, ông bà nào chơi. À, Kaden thì mới có mua cho Kaden nữa, mà nó lại màu blue và xanh dương. Màu xanh dương hả? Mình của con màu gì vậy? Của con là màu hồng. Cho hai đứa lắm à. Hai đứa hai bộ luôn. Ê, little brother là nó ta là Kaden. My little brother. Oh, my brother. Nó phải Kaden hả? Giỏi quá. Hôm nay sao dễ vậy? Oh, and my brother Kaden is cute. Yeah. And you look at it. It's an eagle. Đầu số đâu lấy ra, mới đi coi số coi. Nào, số này đẹp quá. Đi chơi đi hả? Không. Mommy mua hai bộ. Rồi bỏ xuống đi coi. Số đẹp quá. Mắc cả. Bỏ xuống nè. Chào mừng các bạn, hôm nay phải đắp xuống nha. Phải tém gì nè. Đắp xuống. Đó, đẹp không? Các bạn nhìn thấy đi, đẹp lắm đó. Thấy cái tay ém xuống. Thấy cái tay ém xuống gì nè, nó mới dính xuống. Chơi cái này đừng phải giữ nha, mồ hôi mất cát uổng lắm đó, mất cát uổng lắm đó, đó. Làm giống như đó, giống như anh vậy nè, xuống đó, rồi lấy ra đó, ra cái đó. Ấn qua bên đó đi đẹp.
nhấn cái tay mạnh xuống nữa. Vô nó rớt ra ngoài nữa bây giờ. Đúng rồi, đủ à. Đủ nhiều lắm. Lấy ra chút. Là thân. Sao bể vậy? Chào mừng các bạn hôm nay. Bóp ít đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.